Quang Linh tất bật hoàn thành công việc để về Việt Nam ăn Tết. Thùy Tiên háo hức mong chờ. Trong một thời gian dài sinh sống và làm việc tại châu Phi, Quang Linh đã đem đến cho người dân tại Angola một cuộc sống đầy đủ và ổn định hơn trước rất nhiều. Chàng trai xứ Nghệ không chỉ giúp bà con nơi đây có công việc ổn định mà còn mang tới cho họ những giá trị về vật chất lớn lao, gần đây nhất là xây dựng trường học. Được biết, Quang Linh cùng hai mạnh thường quân khác đang thực hiện một công trình trường học cho trẻ em tại ngôi làng nhỏ ở Angola. Mục đích ngôi trường được tạo ra nhằm đưa những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn được đến lớp, có sách vở và bàn ghế đầy đủ. Hiện tại, công trình gồm 9 phòng với 6 phòng học, 1 phòng hộp và 2 phòng dành cho giáo viên, hiệu trưởng gần như đã hoàn thành được 80-90%. Theo đó, phần mái tôn đã được lợp ở tất cả các trường học, trát tường được 1/3 và chỉ còn láng nền, đo cửa và láng sơn là xong. Nhận thấy tốc độ sai quá nhanh cùng sự chăm chỉ của những người thợ công trình, bên cạnh việc trả số tiền lương còn thiếu cho các anh thợ, Quang Linh đã quyết định dành tặng món quà cho công sức mà họ đã vất vả bỏ ra. Cụ thể, dù đã 12 giờ trưa, nhưng những người thợ này vẫn đang tiếp tục công việc xây trường, vậy nên chàng YouTuber xứ Nghệ đã gửi tặng mỗi công nhân 2.000 cao quan gia, khoảng 97.000 đồng Việt Nam để ăn uống và mua nước ngọt. Tuy nhiên, dù khá hài lòng với tiến độ cũng như chất lượng của ngôi trường hiện tại, nhưng Quang Linh vẫn muốn làm nhanh hơn nữa vì chỉ còn một tháng nữa là hết năm. Một vài lớp học vẫn chưa trát vữa, chưa kể còn làm cửa, sắp xếp bàn ghế, đổ bê tông và làm khuôn viên. Song dù khá băn khoăn nhưng Quang Linh vẫn gửi lời động viên đến các anh thợ cũng như đến người xem. Trường học như này là quá ổn, chỉ cần hoàn thiện nữa là xong thôi, có gì mình sẽ báo cho các bạn. Bên cạnh đó, Quang Linh cũng chưa có ý tưởng mới cho việc làm cửa, vì vậy anh đã nhờ sự góp ý của khán giả Việt Nam. Trước đó vài ngày, Quang Linh cũng đã tăng tiền lương cho những người thợ xây đang xây công trình. Được biết, số tiền mà họ nhận được sẽ rơi vào khoảng 25.000 cao quan gia, tương đương 1,2 triệu đồng. Với nhiều người, đây có thể là một con số ít ỏi, nhưng theo mức lương trung bình chỉ rơi vào 8.000 cao quan gia đến 12.000 cao quan gia trên một tháng, khoảng 360-550.000 đồng tại Angola. Đây lại là một khoản khá ổn, giúp những người thợ có thể chi tiêu cho cuộc sống. Bên cạnh việc tạo công ăn việc làm cho người dân tại bản làng nhỏ, Quang Linh còn luôn cố gắng khích lệ tinh thần giúp đỡ họ bằng những giá trị về vật chất. Có thể thấy, nam YouTuber đang cố gắng hoàn thành công việc còn dang dở để có thể yên tâm về Việt Nam đón Tết. Trùng hợp thay, mới đây Thùy Tiên cũng vừa đăng tải đoạn clip bày tỏ cảm xúc mong đợi Tết. Trong đó, nàng hậu diện chiếc váy đỏ và cùng trợ lý nhảy trên nền nhạc xuân với vẻ mặt vô cùng phấn khích. Ngay khi xuất hiện, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Bên cạnh lời khen cho visual đỉnh cao của cô nàng, thì nhiều người còn thích thú để lại bình luận hài hước cho rằng nàng hậu đang vô cùng mong đến Tết để được hội tụ Quang Linh và tem châu Phi. Nhiều fan của cả hai bày tỏ sự mong chờ màn hội ngộ giữa Quang Linh và Thùy Tiên trong một dự án mới ở quê nhà. Trước đó, theo những gì nam YouTuber hé lộ trên trang cá nhân, cả hai sẽ cùng thực hiện một hoạt động thiện nguyện liên quan đến giáo dục. Quang Linh và Hoa hậu Thùy Tiên được cư dân mạng ghép đôi chuyện tình cảm sau chuyến đi thiện nguyện của người đẹp này ở châu Phi. Cách đây không lâu, khi tham gia chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, Thùy Tiên liên tục gọi tên anh Linh khi được hỏi về mẫu bạn trai lý tưởng. Chính vì vậy, fan của cặp đôi càng có cơ sở để tiếp tục chèo thuyền. Người hâm mộ còn ghép mặt chân dài sinh năm 1998 và nam YouTuber xứ Nghệ trong các clip ảnh cưới cô dâu chú rể. Trước đó, cộng đồng mạng xôn xao với đoạn clip Quang Linh dùng máy cày viết chữ tiên trên mảnh đất ruộng lớn. Điều này đã khiến người hâm mộ hào hứng cho rằng nam YouTuber đang công khai tình cảm với Hoa hậu Thùy Tiên. Tuy nhiên, chàng trai xứ Nghệ đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định tài khoản tung ra hình ảnh đó là giả mạo.